Tu học căn bản trí vào thời điểm nào? 6-7 tuổi đến 12 tuổi. Đây là giáo dục thời cổ đại của chúng ta. Trong giai đoạn này, xây dựng nền móng đức học, nền tảng được xây dựng từ lúc này. Trong đời này của chúng ta, tuổi tác này đã qua rồi, không có ai hướng dẫn chúng ta. Bây giờ ta mới hiểu được sự việc này. Thật đáng tiếc quá. Ta hiểu được rồi, ta phải thương cho thế hệ sau. Hy vọng thế hệ sau không phải như chúng ta, lãng phí tuổi thơ quý giá. Ta phải giúp cho thế hệ sau kiến lập nền tảng đức hạnh. Tu căn bản trí, mười ba tuổi trở lên, khi đó hoàn thành hậu đắc trí. Người Hoa dạy học, phương pháp tu căn bản trí chính là tu dưỡng đức hạnh và đọc tụng lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Dùng hai phương pháp này, cho nên ngày xưa đi học nhất định phải học thuộc, không học thuộc là không được. Chúng ta thấy các bạn nhỏ thật sự chúng rất thông minh, giống như bổn kinh này mở ra một hàng 20 chữ, một trang 10 hàng. Hàng trung hạ căn một ngày có thể thuộc 200 chữ, thuộc một trang. Trắc nghiệm bằng cách nào? Bảo chúng đọc, nhìn mà đọc. Đọc 10 lần thì có thể thuộc, thích hợp với trình độ của chúng. Nếu đọc 10 lần mà vẫn chưa thuộc, giảm bớt, giảm bớt đi một nửa, để chúng đọc 5 hàng. 5 hàng đọc 10 lần là thuộc, thích hợp với căn tánh của chúng. Ngày xưa thầy giáo trường tư thục dạy học trò, cùng một cuốn sách, tiến độ của mỗi người không giống nhau. Người thông minh một ngày có thể thuộc 400 chữ. Cổ nhân có ghi chép, các bạn nhỏ một ngày có thể học thuộc 600-700 chữ. Đó là hàng thượng thượng căn, nhưng rất hiếm có. Bình thường 200-400 chữ thì rất nhiều. Mỗi người tiến độ không giống nhau. Ngày xưa thầy giáo dạy học sinh riêng biệt, tuy học chung trong một lớp nhưng dạy dỗ riêng, căn tánh của mỗi người không giống nhau. Dùng phương pháp này trắc nghiệm, đọc được 10 lần, gấp sách lại, đọc 100 lần, lớn tiếng đọc rõ ràng 100 lần, vĩnh viễn sẽ không quên. Đây là phương pháp dạy học. Lúc này chỉ học, không suy nghĩ. Vì sao vậy? Vì chưa khai trí tuệ.
Các bạn nhỏ rất ghi nhớ, rất tốt. Lần này tôi ở Malaysia, chú bé 9 tuổi, con của Tan Sri Lý Kim Hữu, rất thông minh. Tôi dạy bé đọc chương đầu trong sách đại học. Đọc phần này, văn tự không nhiều, bé đọc 5 lần thì thuộc. Tôi bảo bé đọc 100 lần. Đọc 100 lần thuộc lầu lầu. Chúng tôi đến trường học Quốc Quang ở Tân Sơn. Lúc thầy hiệu trưởng và thầy cô giáo nói chuyện, bé bước vào, bé đọc cho mọi người nghe, đọc rất thuộc. Mỗi ngày học thuộc một đoạn. Theo phương pháp này học thuộc, mỗi ngày thuộc một đoạn. Bộ tứ thư này một năm có thể thuộc hết. Mỗi ngày dùng bao nhiêu thời gian? 1 giờ. Mỗi ngày dùng 1 giờ, một năm thuộc hết bộ tứ thư. Một đời thọ dụng không hết. Trong đây đại đạo tu thân tề gia trị quốc đều có đủ. Cho nên người lớn phải hiểu chuyện, nên biết đây gọi là thật sự thương con yêu cháu. Bây giờ trường học không dạy, ai dạy? Gia đình dạy. Mỗi ngày dành ra 1 giờ đồng hồ chắc chắn là được. Đừng để các em nhỏ suốt ngày xem tivi, chơi game, những thứ đó hại người. Trong đó đều là độc tố. Nhất định phải bảo chúng dùng ít thời gian đọc sách thánh hiền. Bây giờ bé học lớp 3, tốt nghiệp tiểu học, học lên trung học sẽ dùng đến. Như vậy về mặt văn học các bạn sẽ không bằng bé. Có nhiều thời gian bé học những thứ khác. Đối với việc học, làm sao không giỏi giang được. Ta phải biết cách dạy, hiểu được phương pháp. Kinh Phật đối với các trẻ nhỏ phải chọn lựa như kinh văn của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nhất định phải đề xướng giáo dục nhân quả. Các em đọc nhiều rồi, đọc thuộc rồi, nhớ rất kỹ, khởi tâm động niệm, các em sẽ nghĩ đến thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác báo. Khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ thúc liễm. Các em sẽ biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.